Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập khoa học lớp 5 bài 63 Tài nguyên thiên nhiên Đầu tiên các em làm bài tập số 1 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng Tài nguyên thiên nhiên là gì? A. À, là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng. B. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên, con người khai thác sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng. Rồi đây em biết là tài nguyên thiên nhiên là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên, con người khai thác sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng. Ví dụ, chúng ta có những tài nguyên thiên nhiên như là dầu mỏ, than đá. Những tài nguyên đó là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên và con người phải khai thác thì mới sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng được. Đó như vậy ở đây em chọn IB. Tiếp theo em sang bài tập số 2, quan sát các hình trang 130, 131 sách giáo khoa và hoàn thành bảng sau. Đầu tiên em quan sát hình số 1. Hình số 1 thì em cho biết là trong hình này có những tài nguyên nào Rồi đầu tiên là các em quan sát những cối xay gió này những cối xay gió sử dụng năng lượng gió để tạo ra điện năng phục vụ cho con người hoặc là người ta xây những đập nước này để chặn chặn nước sử dụng sức nước tạo ra điện năng cho con người rồi xa xa các em quan sát những giàn khoan con người đang khai thác dầu mỏ này như vậy là trong hình số 1 là có tài nguyên dầu mỏ rồi tài nguyên gió tài nguyên nước hình số 2 rồi có tài nguyên là thực vật này chuối này rồi ngô này động vật như là gà này chim này thực vật động vật gà chim và năng lượng mặt trời này mặt trời tiếp theo các em quan sát hình ba là con người đang khai thác dầu mỏ này hình ba là năng lượng dầu mỏ tài nguyên dầu mỏ tiếp theo hình 4 này mẫu quặng vàng thì tài nguyên là vàng hình năm tài nguyên là đất này cung cấp chất dinh dưỡng nước chất khoáng để nuôi cây này rồi hình 6 là tài nguyên là than đá này rồi hình 7 là tài nguyên là sử dụng là sức nước để tạo ra năng lượng điện phục vụ cho con người như vậy tài nguyên nước rồi chúng ta sẽ hoàn thành bảng này như sau hình 1 là tài nguyên gió, nước, dầu mỏ. Hình 2, mặt trời, thực vật, động vật. Hình 3, dầu mỏ. Hình 4, vàng. Hình 5, đất. Hình 6, than đá. Hình 7, nước. Tiếp theo em sang bài tập số 3, viết tên một số tài nguyên có ở địa phương bạn. Rồi, tùy địa phương em có những tài nguyên nào thì em có thể viết. Ở đây thầy giáo ví dụ như là đất này, nước này, thực vật động vật thì ở địa phương nào cũng có rồi còn nếu bạn nào ở ở những vùng núi này thì có khoáng sản này rừng này vân vân thì tùy vào địa phương của mình thì các em có thể kể ra tiếp theo em sang bài tập số 4 điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại rồi nếu chúng ta mà khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi không khoa học thì chắc chắn là nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta sẽ cạn kiệt Bởi vì chúng không phải là vô tận Rồi còn thải ra môi trường nhiều chất độc hại Thì sẽ làm hủy hoại môi trường Suy thoái môi trường Như vậy các em có thể trả lời là tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt Môi trường sẽ bị suy thoái và ô nhiễm Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Để nhận được những video mới nhất xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp chúc các em học tốt